có người làm dâu khổ lắm. Có cái bà ấy, bà gọi bà Trạch Huyên, mẹ ông gọi bằng gì đó, chị họ, người gái, con gái họ Bồn đó. Thế mà mấy con dâu nó nấu canh mặn hay nhạt hay thế nào, lúc ăn rồi bà chê rồi bà bê cả nồi bà đổ cho trên đầu nữa. Thế sợ nữa, là khiếp nữa, khó tính thế cả. Mình chỉ nói cho nó thôi, nó có phải cục đất thôi mà nó không bê, nó đổ cả cái nồi canh lên đầu. Ở gần sông Nậy nhà mình ấy, ở gần nhà bà Cụ Tân ấy. Thế không thì sướng ấy nhà. Chết, thậm chí còn cười, không ai... Không vừa như bà và bê cả nồi bê trúc trên đầu. Rồi, bây giờ còn thế thì có bà con dâu đâu. Nhưng mà lâu lâu có người con dâu ghê gớm, chẳng phải là... Con nhà cộng ba con dâu, bà mẹ chồng khó nó cái gì nó vào. Đời ba để ba chết cho nhắm mắt nhá. Tôi nói cho ba biết, cho mau rồi đến lúc chết rồi mắt ba cứ trơ. Bà nói lắm, buồn cười, rồi mắt ba cứ trơ. Ai đi nói mẹ chồng thế bao giờ cơ nói, buồn cười. Một triệu người rồi, thôi, không bà Hòa nữa, ôi ngồi ơi, đợi nữa. Mẹ nó chưa được con cho nó hay, hay nói mẹ. Làm dâu được bà giỏi lắm, bà khó tính kinh khủng, nhưng bà biết điều, bà nuôi tầm diệt loại rồi. Nói chung cái gì mẹ cũng làm được hết, không có cái chuyện đi vào trong rừng để kiếm gian chặt rồi. Nữa mẹ cũng làm được hết, không có cái gì không làm được. Có nơi người ta cứ vào bí cứ đi mất chặt rồi ra khải lên bắt lên. Đừng cứ nói độc mồm mình là. Con hồ ở trong gọi con khải. Mà đúng là có lần chỗ mà đi tranh, mình có cái tính là có không muốn rủ đông người rồi đến là không đủ nguyên liệu cho người ta. Là cứ đây thòm thòm, làm riêng rồi nó cứ vào đi, thế có lúc khải nó bắt ra. Nó tối tuổi với khải đấy, buồn cười. Mà đúng là mẹ tôi dân là hổ. Trang trà trường mình là chỗ chuột. Khúc lấy thì có ông chú khem. Ừ thì ông cũng... Mẹ đứng ít rồi nó mẹ để ý thấy ông cũng hơi lắc đầu. Mẹ ông mà cứ nghĩ là không được lắm. Thế ông khem là đúng đó. Nhưng chỉ có câu ông nói là nhưng thôi, hai đứa nó ứng chắc là được thôi. Nói câu một lời là mình biết y như rằng rồi là cha chết sớm. Ra nội đây năm 60, năm 65 chết. Chứ được 5 năm, được hơn 4 năm. Hồi với mình mới được hơn 4 tuổi. Con ở cuối năm 60 chết sinh ra. Hồi cha mới ra hồi đời sống nó khó khăn, nói chung nhiều gia đình khổ lắm. Khải, còn Khải cha, cho con Khải là cái gì?